Tôi đã an toàn rồi. Tôi đã lấy được món đồ cần lấy rồi. Nhóm mọi người hãy giải tán đi. Được rồi. Ôi, Thêm, làm gì mà lâu quá vậy? Ôi, tôi không thấy yên lòng chút nào. Nè Thêm. Hả? Mau lên trên đi, đi thêm nữa coi sao. Đi. Lên đó sao? Ừ. Đi thôi. Ừ. Đi. Rồi. Bạn tháo cái này ra nhanh đã. Lên, ủa, cô đó không? Cô cần tôi phụ tay không vậy? Không cần đâu. Alo nghe. Lấy được đồ rồi, anh thấy Quanh cũng đã an toàn. Mọi người giải tán đi. Thật vậy sao anh Rashid? Dạ được rồi, cảm ơn nhiều nhá. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Anh chuyện thấy Quanh an toàn rồi. Bây giờ thì chúng ta biến thân chi thuật. Biến thân chi thuật? Biến thân chi thuật. Đi thôi, mau lên. Đi thôi. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Quanh an toàn rồi. Hả? Cậu tỉnh rồi hả? Thấy sao rồi? Anh Thầy Quanh an toàn. Anh Thầy Quanh bị sao vậy? Cậu bình tĩnh lại cái đã. Thầy Quanh đi đâu rồi? Bình tĩnh lại. Anh Thầy Quanh chỉ vào công ty lấy tài liệu mà thôi. Yên tâm đi. Anh Thầy một mình đi vào công ty sao? Sao có thể để anh ấy đi một mình chứ? Cậu bình tĩnh lại cái đã. Thôi mà, được rồi. Anh ấy an toàn rồi. Cậu lo cho bản thân mình trước đi. Cậu sắp phẫu thuật rồi đó. Sợ hả? Ừ. Sợ đã vì mà sợ mấy cái gì đó hay sao? Vậy sao? Chỉ có sợ lửa thôi à. À. Nhưng mà người sắp làm phẫu thuật có sợ cũng đâu có gì lạ đâu. Ai cũng sợ mà. Mình sợ rồi nè. Giỡn thôi. Nè, lần trước cậu không chịu phẫu thuật bởi vì sợ lỡ có sai sót gì sẽ không có ai chăm sóc cho ngoại, đúng không? Ừ. Nhưng mà lần này cậu hãy phẫu thuật đi nha. Rồi cậu sẽ là một xà đá phi tay chân nhanh nhẹn như cũ. Được chứ? Ừ. Khát nước không? Mình lấy cho. Ừ. Sợ đã phi tay chân nhanh nhẹn sao? Ôi. Ôi. Dạ cô cho gọi Nidin tới là có chuyện gì sao? Hôm nay khi tới công ty, cô có vào phòng này không? Dạ không. Vậy tại sao tấm thẻ này lại ở đây chứ? Tôi không biết. Không biết sao? Cái gì cũng không biết. Nidin thật sự không biết mà. Ui. Cô bình tĩnh lại đi. Tấm thẻ ra vào này được đặt ở phía sau tủ. Trong tủ này chứa đựng món gì vậy? Tôi làm sao mà biết được chứ? Ngân sách cố định hàng năm của công ty sao? Vậy Khanh nên lưu trữ mấy thứ này để làm gì? Hả? Lưu trữ lại để làm chứng cứ buộc tội tôi chứ sao nữa? Dạ, đây là ngân sách của những năm mà chúng ta sửa đổi tài chính để biển thủ tiền ở công ty đó. Chết rồi, mất tới 5 năm lận đó. Tiêu thiệt rồi. Chắc chắn đã có ai đó vào trong này rồi. Kẻ đó là ai vậy hả chết? Ah!
mặt hả? Giỡn mặt phải không? Hả? Hey, George, đủ rồi, dừng lại. Buông ra. Cậu bị điên hay sao vậy? Lỡ mà anh ta chết sẽ thành lớn chuyện đó. Tôi hỏi anh ta mà anh ta không trả lời thì đã rõ ràng rồi còn gì nữa. Tấm thẻ ra vào số 1 này là của đội trưởng đội bảo vệ. Anh ta là người của tên Rasin. Cô Chung Muôn, cô Chung Muôn ơi, có kết quả rồi. Nirin tải xuống toàn bộ hình ảnh máy quay của tòa nhà này rồi nè. Nếu vậy hãy vào đó nhanh đi. Nhanh lên, vào trong xem. Khoan đã, bấm dừng lại Nirin. Đây là cái kẻ đã mặc đồ bảo hộ hôm nay vào công ty để phun sát khuẩn mà. Quả nhiên là họ lấy được thẻ vào từ đội trưởng bảo vệ. Đây chắc chắn là người của thằng Thế Quan. Đi Rin. Dạ. Sao mà cô để đám người đó vào đây được hả? Bọn họ có giấy phép được cấp từ cấp trên mà cô. Sao mà cô không kiểm tra kỹ lưỡng vào chứ? Cô có não sao? Não cô đâu rồi hả? Sao lại đần độn như vậy chứ? Cô có đừng đụng tới mức để cho bọn họ vào đây lấy bằng chứng, để cho họ buộc tội tôi. Nè nè, cô nhìn đi. Đó, đúng là thiệt tình. Cô đúng là ơi. Cô làm chuyện của tôi bị lộ tẩy hết rồi. Nếu bọn họ điều tra ra được chuyện tôi ăn bớt tiền và cái chết của thằng Kanin thì tất cả chúng ta sẽ không chối cãi được. Trời ơi, đục khốn kiếp mà. Nếu mà tôi bị bắt, cô sẽ là người đầu tiên phải chết đó Nirin. Tôi chỉ lấy được tập tài liệu báo cáo tài chính trong 5 năm mà thôi. Nhưng có lẽ trong đó sẽ có bằng chứng đã chuyển khoản của Chung Moon. Anh chỉ lấy được tài liệu của 5 năm, nhưng thông tin cũng đã nhiều lắm rồi đó. Chắc là sẽ có đủ thời gian đọc khi mà chăm sóc cho Sarafi. Dùng từ chăm sóc luôn sao? Nhưng mà nếu cơ thể đau thì để bác sĩ điều trị, còn trái tim bị đau á, chắc phải tự mình chữa trị thôi. Nói giỡn thôi, tôi lấy quần áo tới cho anh rồi đó. À, cảm ơn anh rất nhiều nha. Mà giờ là tôi nhờ anh lo chuyện sửa nhà cho Sarafi. Và trong khoảng thời gian này thì tìm chỗ ở cho ngoại phim luôn. Được, tôi cũng nghĩ tới chuyện này rồi. Cảm ơn nha. Xin lạy Phật, cậu cho Đức Phật phù hộ Sarafi được an toàn qua được ca phẫu thuật. Nam mô. Ngoại, trời ơi, nếu mà tượng Phật lớn hơn chút nữa chắc chỗ này thành chùa rồi đó ngoại. Trời ơi, sư thầy cho đem tới đây đó để phù hộ bảo vệ Sarafi vượt qua ca phẫu thuật, biết chưa? Ngoại đứng lại đó đã. Ôi trời, đem nhiều bánh tới đây như vậy, bộ ngoại định bán bánh ở bệnh viện luôn sao? Vậy sao ngoại không kéo cái xuồng máy nhà mình tới luôn đi cho nó đủ bộ? Hơi, xin lỗi nha, nếu ở đây mà có chỗ đậu là ngoại cũng kéo tới luôn rồi. Cháu gái ngoại ở đâu thì ngoại sẽ ở đó, bà cháu mình không bỏ rời nhau. Ngoại à ngoại, chứ không phải do trái nhà không còn chỗ ở nữa nên mới đem đồ vô bệnh viện hả ngoại? Ui, nó bậy nó bạ không à. Con đã chuẩn bị sẵn một căn nhà gian xong cho mọi người rồi. Cả nhà của mình chỉ cần chuyển tới đó là có thể dỡ được ngay thôi. Còn căn nhà bị cháy thì con đã kêu người sửa sang lại rồi. Con có nhờ ngoại chăm sóc cho em giùm con nha. Còn về phần Sarafi thì cứ để con chăm sóc. Được rồi cậu Thế Qua nè. Dạ. Cậu ấy về vậy chứ? Con đâu có nói là sẽ để cho anh Thế chăm sóc cho con đâu. Con có sẵn chăm sóc rồi. Ê, mình phải làm việc nữa mà. Để anh Thế chăm sóc cậu đi.
Ngoại, ngoại ơi, ngoại. Ơi, phẫu thuật xong á thì còn phải làm vật lý trị liệu nữa, ngoại làm không nổi đâu con ơi. Come on. Ôi trời ơi, tự nhiên đau bụng ngang xương. Thêm còn cả đống khách hàng đang chờ tôi kia kìa. Ờ, được rồi, được rồi. Còn tôi thì đang rảnh đây nè. Để tôi chăm sóc cho cô. Anh Theo Quang và Sarah Phi lại ở thế giới riêng của hai người nữa rồi nha. Đúng vậy, nhưng mà thời gian hai người ở riêng với nhau gần đây nhất là lúc nhà bị cháy đó. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện cháy nhà nữa vậy hả? Nhưng đúng là như vậy mà. Ngoại ơi, cứu mạng, cứu mạng. Hàng nước nè. Cháy hả? Mà hai người đó ở riêng qua đêm lận đó. Ấy chà, ấy chà, ấy chà. Làm như có chuyện vui lắm vậy á. Nè, Sarah Phi, cậu phải cố lên biết không? Phẫu thuật á chỉ đau có chút xíu thôi à. Với Sarah Phi mà nói á là chuyện nhỏ thôi, đúng không? Cứ thoải mái đi. Nè, Sarah Phi, nói vậy là cậu sợ phẫu thuật hả? Ừ. Mình không sợ. Ừ. Đừng có sợ gì hết, không có gì để sợ. Vô tay bác sĩ thì đảm bảo an toàn thôi, ít bữa là đi đứng bình thường à. Cậu điên hay gì? Phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi mới đi lại được chứ. Đúng vậy. Sarah Phi nó luôn nói là mình không sợ. Nhưng mà ngoại biết là nó cực kỳ sợ phẫu thuật đó con à. Con biết thưa ngoại. Và con cũng biết rằng là Sarah Phi rất căng thẳng là vì lo lắng cho ngoại nữa. Xin giao Sarah Phi cho con chăm sóc. Ngoại cũng già lắm rồi nên cũng không biết mình còn sống được tới lúc nào nữa. Ngoại đừng có lo lắng nữa nha. Con sẽ chăm sóc cho Sarah Phi tốt nhất có thể. Cảm ơn con nhiều lắm. Ngoại, ngoại thấy mang ơn con nhiều quá đi. Thầy ngoại. Ngoại đừng nghĩ là mình mang ơn của con. Bởi vì ngoại từng giúp đỡ cho con nên chúng ta không có nợ nần gì nhau cả ngoại à. Ủa, ngoại từng giúp gì cho con hả? Chuyện là con... Nè, làm cái gì vậy? Mấy đứa lại. Lại đi. Mấy cái rối này làm trò gì vậy? Ý mình lớn hơn rồi hiếp người ta hay sao chứ? Đó, có sao không con? Hả? Có đau chỗ nào không? Con không có sao đâu ngoại, chuyện nhỏ thôi à. Nhưng mà cậu bạn này đã bị thương rồi. Ừ. Ôi. 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 Rác lắm đúng không con? Dạ một chút thôi. Ôi. Bị xước một đường dài quá trời. Ờ nè, ngoại cho con nè. Con không có tiền trả ngoại. Không có sao đâu. Ngoại cho con mà, đem về ăn cho mập mạp lên, có biết chưa? Cảm ơn ngoại. Thì ra cậu cậu chính là
đứa trẻ đó thật hả? Dạ thưa ngoại. Ôi, chính là con đó. Đây đúng là đúng là định mệnh đúng không con? Có lẽ là vậy ngoại à. Ngoại không cần lo lắng nữa nha. Con xin hứa với ngoại là con sẽ chăm sóc cho Sào Thái Phi bằng hết khả năng của mình. Cậu thấy của anh. Là người đầu tiên phải chết. Nếu như tôi không thể thoát tội thì cô cũng đừng mong yên ổn. Mụ già Chu Mu. Gọi tôi có chuyện gì? Cậu tới văn phòng của tôi có thấy vui hay không hả Thê Quanh? Tôi có lời đề nghị dành cho cậu đi. Đồ mà cậu lấy đi, mau đem trả lại cho tôi. Và tôi sẽ cho cậu 2 triệu bạc. Sau đó chúng ta không ai nợ ai. Tôi sẽ không gây phiền hà gì cho cậu. Và cậu cũng không được làm phiền tới tôi nữa. Tham ô ở Siam Palace gần cả tỷ bạc. Vậy mà chỉ dùng có 2 triệu bạc để lấy lại tài liệu quan trọng này thôi sao? Cậu muốn bao nhiêu cứ nói thẳng ra đi. Tôi không muốn lấy tiền của chị đâu. Tôi muốn chị gánh lấy hậu quả và trả nghiệp cho những gì chị đã làm. Nghiệp ở thời này còn thua cả tiền bạc đó. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Được thôi, cậu cứ chống mắt lên mà chờ coi. Tôi sẽ còn ra tay mạnh hơn. Thì quanh
Tôi sẽ giúp cho cô xoa bóp dùng cơ bắp không hoạt động để máu có thể lưu thông được tốt hơn. Cảm ơn anh. Cô sợ sao? Thôi được rồi. Tôi tự nhận là tôi sợ thì sẽ không tàn phế đâu mà. Ngay cả bác sĩ mà còn chưa chắc chắn nữa thì sao anh dám khẳng định vậy chứ? Nếu như tôi thật sự bị liệt thì anh sẽ làm sao đây? Và nếu như tôi không đi được thì ngoại sẽ là người phải nuôi tôi. Và nếu như tôi xảy ra chuyện bất trắc, ngoại sẽ phải sống một mình. Rồi nếu như nhà bị người ta tịch thu thì ngoại sẽ ở đâu đây? Bình tĩnh là đi cô gái nhỏ à. Hãy sống với hiện tại và sống với hiện thực. Đừng nghĩ tới những chuyện vẫn chưa xảy ra. Và điều quan trọng là chúng ta sẽ sống bên nhau, sẽ không rời xa nhau nữa. Hãy nhớ những lời tôi nói. Hôm nay tôi sẽ đưa cô tới phòng phẫu thuật. Và người đầu tiên cô thấy khi mở mắt tỉnh dậy cũng chính là tôi đây. Có được không? Nhưng mà cô hãy hứa với tôi là lúc mà cô tỉnh lại thì cô phải tươi cười với tôi đó. Hãy nhớ những lời tôi nói. Tôi đưa cô tới đây thôi. Hãy hứa là sẽ tươi cười sau khi tỉnh lại đó. Anh cũng phải hứa là sẽ chờ tôi á. Tôi hứa với cô. Hứa đó. Tôi hứa. Tại sao hôm nay người tới đông quá vậy? Tại vì hôm nay có thực tập sinh tới xem ca mổ đó thầy. À, cho tụi em đứng quan sát nha thầy. Vậy thì bắt đầu phẫu thuật thôi, nhanh. Sao lại cúp điện rồi? Gọi người tới sửa mau lên. Nhịp tim vẫn bình thường thưa bác sĩ.
có điện lại rồi. Tiếp tục phẫu thuật. Hả? Tại sao chai nước muối lại đổ ra như vậy? Thần tập sinh hôm nay lộn xộn quá, đi ra ngoài hết đi. Mọi người mà ra ngoài hết đi, nhanh lên. Xin lỗi thầy, xin lỗi vì hôm nay các em tới gây phiền phức trong lúc phẫu thuật cho thầy. Nguy rồi thầy ơi, nhịp tim bệnh nhân đập nhanh bất thường. Thưa thầy, nhịp tim của bệnh nhân biểu hiện rất bất thường, phải làm sao đây thầy? Nè. Cảm ơn cậu. Anh Thế Quan. Sarah Phi vào phòng phẫu thuật rồi sao? Đúng vậy. Cậu ấy phẫu thuật lâu chưa? Khoảng chừng 20 phút rồi. Nếu mà ai cũng sốt ruột tới vậy, hay là chúng ta tới trước phòng phẫu thuật Sarah Phi luôn đi có được không? Chúng ta nói chuyện về vụ án đi đã. Cũng được thôi. Đây là tập tài liệu báo cáo doanh thu hàng năm của công ty Siam Palace mà anh Khanin đã lưu trữ lại. Tôi đã lấy được thông tin của 5 năm. Nếu có được số tài liệu này trong tay thì chúng ta có thể kiện bà Châu Muôn vì tội tham ô tiền ở công ty có đúng không? Vẫn chưa được đâu. Vì tôi còn phải kiểm tra chi tiết các con số mua và bán trong tài liệu này trước, để tính xem số tiền bị thất thoát trong mấy năm đó là bao nhiêu. Và đó cũng chính là số tiền mà Châu Muôn đã tham ô. Nếu như chúng ta tính ra được tổng số tiền bị thất thoát đó, thì những tài liệu gốc này sẽ là một chứng cứ rất quan trọng để có thể kiện được Châu Muôn. Nghe thôi cũng phức tạp quá rồi. Vậy nếu như lưu những thông tin này vào laptop thì cũng sẽ mất nhiều thời gian lắm. Dù chúng ta sẽ lưu những tài liệu này lại thì cũng không có tác dụng gì đâu. Vì nếu muốn có trọng lượng thì sẽ không phải chỉ cần số tài liệu này để cáo buộc không thôi đâu. Số tài liệu này anh cứ cất giữ cẩn thận đi. Được. Bây giờ chúng ta đã biết được Châu Muôn chắc chắn đã tham ô tiền. Nhưng để buộc tội được cô ta thì chúng ta phải có bằng chứng cáo buộc rõ hơn nữa. Ngoài tiền mà Châu Muôn đã tham ô, chúng ta phải biết được là Châu Muôn đã mang tiền để vào tài khoản nào. Chúng ta phải biết nơi cất giấu tiền và chứng minh được chủ sở hữu số tiền là cô ta. Vậy thì lại càng khó hơn nữa. Về vấn đề này thì tôi có một thông tin. Quý hàng năm của công ty, số liệu mới nhất, ở trang cuối cùng, có chữ viết tay của anh Khanin ghi lại rằng Henry Chan, CEO công ty tài chính ở New York, và còn viết là ở đảo Cayman. Đảo Cayman. Đây là nơi mà đám nhà giàu và nhóm buôn lậu tới để rửa tiền đó. Đúng vậy. Henry Chen này còn có biệt danh là ông trùm tài chính, bởi vì ông ta là chủ của nhiều ngân hàng ở nhiều nước khác nhau, bao gồm cả ngân hàng ở đảo Cayman. Ừ. Theo như suy đoán của tôi thì tôi nghĩ là anh Khanin đã điều tra ra được Châu Muôn ăn bớt tiền của công ty, chuyển tới ngân hàng của Henry Chen ở đảo Cayman. Và anh ấy vốn đã định xử lý chuyện này, nhưng tiếc là anh ấy đã qua đời. Nếu chúng ta gặp được ông Henry Chen thì có nghĩa là chúng ta đã có nhân chứng để buộc tội Châu Muôn rồi. Nghe xong sao thấy khó ơi là khó. Alo. Từ
Tôi gọi điện từ phòng phẫu thuật của bệnh nhân Sarafi thưa anh. Có lẽ chúng ta phải dời ngày phẫu thuật cho bệnh nhân lại rồi. Dời ngày phẫu thuật lại hay sao? Tại sao vậy? Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, chúng tôi phát hiện ra nhịp tim của bệnh nhân có dấu hiệu bất thường. Được rồi. Có chuyện gì sao? Phía bệnh viện gọi tới báo lại rằng phải dời ngày phẫu thuật của Sarafi lại, bởi vì nhịp tim của Sarafi không được ổn định. Vậy chắc là Sarafi sẽ thấy không vui đâu. Mặc dù cô ấy là người mạnh mẽ, nhưng mà cũng thấy sợ đó. Bánh tới rồi đây. Ôi trời, chủ quán tự mình phục vụ luôn đó hả? Dạ. Đây, chúc cô ngon miệng nha. Anh. Ăn nhiều vô nha. Anh giỏi quá đi à, tự mình làm hết mọi thứ luôn. Dạ thì tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian mới làm xong á. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng trước số phận đâu, bởi vì cuộc sống phải luôn hướng về phía trước. Anh ơi, làm phiền anh, tôi có thể nói chuyện với anh một chút có được không? Alo, tôi nghe. Tôi đang trên đường đến đó. Dạ được, tôi tới ngay ạ. Sarafi sao rồi bác sĩ? Trước khi chúng tôi làm phẫu thuật cho bệnh nhân thì đã phát hiện ra được một chuyện là tim của bệnh nhân có dấu hiệu đập nhanh một cách bất thường. Tim đập nhanh bất thường là sao vậy? Đúng vậy. Nếu tiếp tục làm phẫu thuật xương sống cho bệnh nhân thì sẽ dễ xảy ra trường hợp xuất huyết, máu sẽ tràn vào phổi hoặc tràn lên não thưa anh. Nhưng phần xương sống bị gãy cũng không thể để lâu hơn được nữa, bởi vì tình trạng của bệnh nhân sẽ ngày càng xấu đi. Vậy thì phải làm sao đây thưa bác sĩ? Tôi nghĩ là... Anh cảnh sát ơi, bên đây nè. Dạ, chúng tôi nhận được tin là có người lẻn vào phòng phẫu thuật, có phải vậy không? Đúng vậy, theo như phía chúng tôi kiểm tra thì có lẽ là kẻ đó giả làm sinh viên thực tập. Vậy thì chúng tôi xin phép được thẩm vấn bác sĩ và y tá trong phòng phẫu thuật và tất cả nhân viên tới làm việc vào ngày hôm nay. Dạ được. Phiền cô giữ tôi tới căn phòng nơi xảy ra sự việc. Mời đi bên này. Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ. Bây giờ chúng tôi đã đưa bệnh nhân tới phòng nghỉ rồi, để khi bệnh nhân tỉnh lại thì người nhà sẽ bàn bạc lại với bệnh nhân xem sao. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi xin phép. Nè, vậy thì làm sao mà tìm ra được bọn họ đây? Ông trùm tài chính tầm cỡ vậy thì chắc là không dễ tìm được đâu. Nếu vậy thì tôi sẽ thử bằng cách âm thầm liên hệ với đội phòng chống rửa tiền xem sao. Biết đâu họ sẽ chỉ cho chúng ta cách gì đó. Nghĩ ra rồi. Tôi hỏi thử người yêu cũ của tôi coi sao. Lỡ đâu anh ấy có thể giúp được gì đó. Tên lập trình viên đó sao? Cậu vẫn còn liên lạc với anh ta hả? Không phải vậy. Không phải người đó. Người này là người khác nữa. Anh ấy chính là nhà tài chính, hiện đang sống ở Mỹ. Tôi đã từng hẹn hò với anh ấy khi học ở bên Mỹ đó. Hình như anh ấy là người mà tôi hẹn hò lâu nhất. Hay là Biger ta? Sao lại vậy được? 2, 5 hả ta? Đi đâu vậy? Đi kêu Ly khác. Đây nè. Không muốn nghe, phiền phức. Vậy sao? Ghen hả?
phiền. Đợi một lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, đi. Anh quả nhiên đã làm theo lời hứa. Thấy chưa, cô mở mắt ra là nhìn thấy tôi đầu tiên luôn đó. Nhưng cô vẫn chưa cười theo như đã hứa đâu nha. Sao mà cười được chứ, tôi vừa mới phẫu thuật xong mà. Nhưng mà tại sao tôi lại không cảm thấy đau đớn gì hết vậy? Tại vì thuốc tê vẫn chưa tan hết hả? Xảy ra một chút vấn đề, cho nên cô vẫn chưa được phẫu thuật. Hả? Nhìn vẻ mặt của anh như vậy thì chắc vấn đề không phải là một chút đâu ha. Vấn đề là gì? Bây giờ anh tự nói với tôi, hay là muốn tôi dùng tới bạo lực hả? Ôi, không cần đâu. Trước khi bắt đầu phẫu thuật, trái tim của cô đập nhanh một cách bất thường. Ngày mai bác sĩ phải điều trị tim trước. Vậy thì phải làm sao? Thì bác sĩ sẽ đưa một ống thông tim và một đường nhỏ phần chân để tìm vị trí của điện tâm đồ ở tim. Và cô sẽ được nằm nghỉ ngơi khoảng 2 ngày. Và nếu tình trạng của cô tốt hơn thì sau đó mới tiến hành phẫu thuật. Như vậy thì kết quả sau phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công hơn nhiều. Không cần phải sợ đâu mà. Bác sĩ nói là cách này rất là an toàn. Nhờ anh chăm sóc ngoại giùm tôi nha. Có phải là cô không tin là mình sẽ không sao hay không? Nghe những gì anh nói thì rất khó để tin đó.